kênh giao thông nước Việt, kênh chuyên reaction về những tình huống giao thông được camera giao thông ghi lại. Hy vọng mọi người sau khi xem xong video sẽ có được những phút giây giải trí thư giãn, từ đó tham gia giao thông an toàn hơn. Tình huống đầu tiên, xe con màu đen tạt cánh, đánh đầu và cái kết ôm hận, em mời các bác đón xem ạ. Dính rồi. Tình huống tiếp theo, chiếc xe con màu trắng buồn ngủ hoặc mất lái, đã lao vào xe bác gắn cam hành trình luôn, em mời các bác đón xem. Khi ông 49 gặp ông 53, thì sẽ như thế này đây, các bác ơi. Thấy xe tải vượt ngàn trong gai, bác nửa tải cũng định bắt chước làm theo. Và cái tiếp, em mời các bác đón xem, thấy hay, các bác hãy like và đăng ký kênh giao thông nước Việt. Được đấy. Đéo đi được, ông làm được ruộng mẹ luôn. Lấy hết lái sang bên kia đi, xong cắm dốc bên đây này. Thôi, đi đâu vậy? Thôi, bờ ruộng. Dạ được. Em nghe gì không? Hơi em. Uầy, nhạc hay đấy. Kinh kịch hey, kinh kịch hey, kinh kịch hey.
xe hổ vồ vượt đèn đỏ không ngần ngại luôn các bác ơi, em mời các bác đón xem. Ông xanh SM làm cái cho gì vậy? Các bác hãy để lại bình luận ở bên dưới video này nhé. Xe nửa tải mất lái và cái kết san bằng thiên hạ luôn. Em mời các bác đón xem. Xe tải đi ngược chiều trên cao tốc cực kỳ nguy hiểm, các bác ơi. Ơi, chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Em mời các bác đón xem những giai điệu cuộc sống tại thủ đô về đêm ạ. Đèn đường nháy theo từng nhịp luôn. Xe khách vượt xe cực láo, tạt cánh, đánh đầu xe bác gắn cam hành trình luôn. Em mời các bác đón xem ạ. Xe chở rác đây bà con cô bác ơi. Uầy, nhạc hay đấy.
kinh 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 hey kinh 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 hey kinh 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 hey vâng, giờ phải quan tâm đến sức khỏe thôi, tiền không có mà tầm này đi làm viện thì chịu. Thật quá à. Về chưa? Anh nhìn này, ui. Ui, thằng công cơ lời đi kinh khủng chưa này. Nó vượt phải nó tí. Con bé đi xe máy này kinh chưa? Này. Tí nó chứng kiến luôn này. Thằng này số may không này, này. Sợ thật đấy. Để anh lỡ quay lại cái trên đường này đi. Ui. Kinh khủng thế. Hả? Vâng. Thế anh hỏi em chứ cái đường này đi kinh lắm. Thế nên em bảo là muốn đi ra chỗ. Ông Kính đi xe máy chở con, đi ngược chiều luôn, các bác ơi. Rồi rồi, mày xong rồi. Đường chưa khô đâu sao đi vào được hay thế? Xin cái xe ngay. Lại là tình huống tạt cánh đánh đầu nữa, đến từ bác tài lái xe khách, em mời các bác đón xem, thấy hay, các bác hãy like và đăng ký kênh Giao thông nước Việt. Xe này là xe gì đây, các bác ơi? Trời ơi, cái quân què dĩ dây bà. Thôi xuống đây bà, biết chiều rồi. Đây là đường của bố mày, biết chưa? Ngược chiều, đáng bảo ngược chiều đến là tháng xưa đây.
triệu. Hết cả đường.